Xin chào các bạn. Sau nhiều cuộc biểu tình phản chiến tại châu Âu, mới đây, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti, RT, hay cả các hãng tin của nước Mỹ như Fox News, ngày 19 tháng 2 đã đưa tin về các cuộc biểu tình tại thủ đô Washington DC phản đối chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đứng ra viện trợ và thúc đẩy cuộc chiến Ukraine. Sự kiện phản đối được tổ chức tại đài tưởng niệm Lincoln, đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraine. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nhân vật công chúng, nhà báo và cựu chính trị gia, bao gồm cả một số cựu ứng viên Tổng thống Mỹ. Những người biểu tình đã tập trung phản đối vai trò cỗ máy chiến tranh của Mỹ trong các cuộc chiến ở nước ngoài. Họ kêu gọi chính phủ Mỹ chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Ukraine để tìm kiếm biện pháp ngoại giao và cắt giảm ngân sách Lầu Năm Góc để giải quyết nhiều vấn đề trong nước, đặc biệt là các vụ rò rỉ chất độc hại như tại Ohio mới đây. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cũng đưa tin vụ việc và dẫn lời các tổ chức cho biết cuộc biểu tình phản chiến đã được lên kế hoạch để phản đối dòng tiền khổng lồ chảy vào Ukraine cũng như vai trò của Mỹ trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cựu nghị sĩ và cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ Tulsi Gabbard phát biểu trước đám đông vài trăm người, nhắc lại lý do khiến bà tranh cử vào năm 2020. Bởi không có ứng cử viên nào sẵn sàng nói về những mối nguy hiểm mà chiến tranh lạnh mới và chạy đua vũ trang hạt nhân sẽ dẫn đến. Bà Gabbard nói thêm, hôm nay chúng ta ở đây, chỉ 2 năm ngắn ngủi, những gì tôi cảnh báo khi đó giờ đã trở thành hiện thực. Cuộc chiến ủy nhiệm mà chúng ta đang chiến đấu chống lại Nga có thể biến thành một cuộc xung đột trực tiếp giữa Mỹ, NATO và Nga bất kỳ lúc nào. Đồng thời, bà Gabbard cảnh báo, bất kỳ ai có một chút hiểu biết đều biết rằng bất cứ lúc nào chiến tranh lạnh cũng có thể biến thành một cuộc chiến tranh nóng chống lại một quốc gia có vũ khí hạt nhân. Và đây là sự điên rồ của tất cả. Chúng ta xuất hiện trên truyền hình, chúng ta có các chính trị gia, chúng ta có những người rất quyền lực ở Mỹ và trên khắp thế giới nói thẳng thắn về cách chúng ta sẽ chiến đấu và giành chiến thắng. Như thể một cuộc chiến như vậy có thể giành chiến thắng, không thể thắng được. Liên quan đến vấn đề này, chỉ 2 ngày sau, trong thông điệp liên bang của Tổng thống Putin, nhà lãnh đạo nước Nga đã tuyên bố Nga sẽ ngừng hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ. Hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược mà ông Putin nhắc tới chính là hiệp ước New START, hiệp ước mới nhất nối tiếp các hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân từ thời chiến tranh lạnh. Hiệp ước này được ký vào năm 2010 và có hiệu lực từ năm 2011. Theo thỏa thuận, New START sẽ đặt ra mức hạn chế số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga có thể triển khai. Dưới giới hạn của New START, Mỹ và Nga mỗi bên chỉ có thể triển khai tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng chiến đấu trong các tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn pháo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom. Điều này đồng nghĩa New START đóng vai trò hạn chế mối đe dọa hạt nhân. Năm 2021, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhất trí gia hạn New START thêm 5 năm. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận trên và cho đến nay, Nga đã tuyên bố ngừng hiệp ước. Ngừng ở đây là ngừng gia hạn và ngừng tham gia chứ không phải là ra khỏi hiệp ước. Theo Reuters, Nga là nơi sở hữu số lượng vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với gần 6.000 đầu đạn. Cộng lại, Nga và Mỹ đang chiếm khoảng 90% số lượng đầu đạn hạt nhân trên toàn cầu. Chính vì vậy, việc công bố chấm dứt hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân duy nhất còn sót lại với Mỹ là thông tin đáng lo về thế giới. Dù khả năng chiến tranh hạt nhân vẫn thấp, nhưng nó vẫn treo lơ lửng trên đầu nhân loại. Quay trở lại với cuộc biểu tình tại thủ đô Washington DC, Mỹ, cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ Jill Stein đã kêu gọi cắt giảm ngân sách khổng lồ của Lầu Năm Góc. Tiến sĩ Jill Stein lập luận trong bài phát biểu của mình rằng, ngay cả 100 tỷ USD mà chúng ta đang chi để hỗ trợ cho cuộc chiến ở Ukraine cũng có thể giúp giảm thiểu một loạt các vấn đề trong nước. Chi tiêu quân sự này tiêu tốn các nguồn lực rất cần thiết ở quê nhà. 70.000 người chết mỗi năm vì thiếu bảo hiểm y tế, nửa triệu người vô gia cư vào bất kỳ đêm nào trên đường phố, 33 triệu USD nợ sinh viên, 100 triệu USD nợ y tế, 22 triệu trẻ em nghèo khổ, tiến sĩ Justin nhấn mạnh. Trong khi đó, ông Denis Kucinich, người tranh cử tấm vé ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ năm 2004 và 2008, trích dẫn bài báo chấn động của nhà báo điều tra từng đoạt giải Pulitzer Seymour Hersh để yêu cầu chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm về vụ nổ đường phố Nord Stream là do Mỹ phá hoại chứ không phải Nga như cáo buộc trước đó. Ông Kucinich cáo buộc hành động này là vi hiến, phá hủy các nguồn năng lượng cần thiết của hàng triệu người ở châu Âu trong mùa đông và sau đó thu lợi bằng cách bán năng lượng cho châu Âu với giá gấp 4 đến 6 lần. Nghị sĩ kỳ cựu của Mỹ, cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ Ron Paul đã tuyên bố cho một tràng pháo tay cổ vũ bằng cách đơn giản để ngăn chặn chiến tranh là chấm dứt Fed và không đưa quân đội đi tham chiến trừ khi bỏ phiếu cho việc này. Nếu các vị không thể in tiền thì không thể thu thuế bằng cách hạ giá trị đồng tiền và đánh cắp của cải từ người dân,
khiến tầng lớp trung lưu và người nghèo chịu đựng. Vì đó là những người thực sự trả tiền cho việc này, các vị không thể tham chiến. Tại sao người ta lại tham chiến? Nếu các vị nghĩ rằng nên gây chiến, hãy bỏ phiếu và đảm bảo rằng cuộc bỏ phiếu được thực hiện bởi những người từ 18 đến 24 tuổi. Nghị sĩ Ron Paul nói. Jim Dore, nhà phân tích chính trị và nhân vật truyền thông người Mỹ, phát biểu. Bạn có biết hôm nay chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến này thông qua ngoại giao không? Nhưng các chính trị gia của chúng ta muốn làm giàu cho các nhà sản xuất vũ khí, vì vậy họ tiếp tục quyên góp. Các diễn giả và người biểu tình khác cũng chỉ trích ngành công nghiệp quân sự của Mỹ, một nhóm lợi ích hùng mạnh bao gồm quân đội, các nhà thầu quốc phòng tư nhân và các chính trị gia. Họ cho rằng ngành công nghiệp quân sự, vốn có ảnh hưởng rất lớn đến những người ra quyết định của Washington, đang vượt quá tầm kiểm soát. Và thực tế, chính phủ Mỹ đã không làm theo ý muốn của người dân Mỹ và đưa ra quyết định mà không hỏi ý kiến người dân. Những người biểu tình sau đó đã từ đài tưởng niệm Lincoln tuần hành đến Nhà Trắng và hô vang những khẩu hiệu như không có NATO, không có chiến tranh. Ngoài ra, cũng liên quan tới bài phát biểu trong thông điệp liên bang mới đây của Tổng thống Putin, nhà lãnh đạo nước Nga cũng khẳng định mục tiêu của phương Tây là quyền lực vô hạn, còn Nga thì bảo vệ ngôi nhà của mình. Chính họ là người gây ra chiến tranh, còn chúng ta sử dụng vũ lực để ngăn chặn nó. Phương Tây sẵn sàng dùng các kiểu đánh của bọn đầu trọc làm vũ khí chống lại Nga. Các nước phương Tây không thèm quan tâm đến việc ai đặt cược trong cuộc chiến tranh chống lại Nga. Họ sẵn sàng sử dụng cả những kẻ khủng bố và bè lũ tân phát xít. Chúng ta sẽ bảo vệ con em mình tránh khỏi sự suy thoái của phương Tây. Các nước phương Tây hiểu rằng sẽ không thể đánh bại được Nga trên chiến trường. Do đó, họ đang tích cực tiến hành các cuộc chiến thông tin chống lại Nga. Mặt trận bây giờ đang đi qua trái tim của hàng triệu người dân Nga. Trong khi đó, Mỹ luôn bác bỏ mọi cáo buộc kể trên. Ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, trong bài phát biểu thông điệp liên bang tại Quốc hội Mỹ năm 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định: "Chúng tôi không tham chiến tại Ukraine." Vậy các bạn nghĩ sao về lời nói trên của Tổng thống Putin và Tổng thống Biden, cũng như cuộc biểu tình tại Mỹ? Bản chất thực sự của cuộc chiến Ukraine là gì? Hãy để lại ý kiến bình luận của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.